Chính bà, chính bà đã tiếp tay cho thằng Hải đặt cái máy nghe lén trong đơn vị của tôi phải không? Vậy cái máy pha cà phê đó, bà nói là bà mua, có phải thằng Hải cho bà không? Ủa, là chú cho tôi đó, đã sao nào? Tại sao trong đó có thiết bị nghe lén hả? Từ cốc biết. Ông đừng có tra khảo tôi về chuyện của cơ quan ông được không? Nhưng mà tôi là người mang nó vô trong cơ quan. Bây giờ cả đơn vị nhìn tôi bằng cặp mắt nghi ngờ kìa. Nếu như không có bà tiếp tay thì làm sao nó có thể gắn thiết bị nghe lén vô đó được hả? Ông làm cái trò gì vậy? Ông đi đi, ông đi cho tôi nhờ đi. Ông biến ngay. Bà vậy đưa con nó đi ăn sáng đi rồi chuẩn bị đưa nó đi học giùm tôi nghe. Sáng nay tôi đi họp sớm. Kệ ông. Bà gì hắn? Bà bỏ chồng con bà như vậy sao? Tụi bay làm cho tốt vào. Đại ca yên tâm, không mù cũng tàn phế à. Lão già này là công an, khó nhai lắm đại ca ơi. Tiền của tụi mày đó, tụi mày đi đi. Dạ, cảm ơn đại ca. Đi đại ca, đi, đi mày. Alo, tôi nghe đi. Anh hả? Em Dũng nè. Ủa, có chuyện gì vậy? À, dạ, con gái của em nó tốt nghiệp. Em mời anh qua chịu vui với vợ chồng em. Ờ, vậy hả? Nhưng mà bây giờ tôi phải về chăm đứa nhỏ rồi. Thôi, cho tôi gửi lời chúc mừng nha. Dạ, dạ. Em cảm ơn anh. Mày nhớ rút em đó. Anh, mọi việc xong hết rồi anh. Để tao xem, hắn có đủ can đảm để mà cản mũi tao được không. Em có một ít quà muốn tặng chị và cháu, chị nhận đi. Chị cảm ơn. Nhưng mà lần sau á, em nhớ qua chị thăm là được rồi, nghe chưa? Chị à, em muốn gặp anh Triệu, nhưng mà anh Triệu không muốn gặp em. Em uống nước đi. Anh Triệu nhà chị được chăm sóc đặc biệt nên chú không phải lo. Cảm ơn chú đã có lòng. À chị à, vết đâm có sâu không? Ừ, cũng may là chỉ bị phần mềm thôi. Nghỉ ngơi mấy bữa là về nhà được rồi. Mày đưa ngu quá, sao lại đâm công an chứ? Chú quan tâm ông xã chị như vậy, vậy mà ổng thì... Ông Triệu, ổng nói dối chị. Nói dối chuyện gì? Ông nói là ông sẽ về hưu. Nhưng mà qua vụ này, chị biết là ông nói xạo. Ông nói không muốn truy cứu mấy thằng trẻ trâu đâm ổng. Nhưng chị nhìn cho mắt ổng chị biết ổng đang truy cứu. Chắc chắn là sẽ tìm ra đó. Với lại, hôm qua chị tình cờ nghe ổng nói với mấy anh công an trẻ về một vụ án nào đó mà hăng say lắm. Chị có nghe được gì không? Không, không nghe được câu nào ra hồn hết. Nhưng mà thật ra chị cũng không muốn để ý đến công việc của ổng lắm. Dù sao đó cũng là bí mật nghề nghiệp của ổng, chị để ý cũng không để làm gì. Chị nghĩ cũng phải, nhưng đã là vợ chồng thì biết rõ nhau,
rồi giúp đỡ nhau tốt hơn. Biết đâu anh Triệu gặp khó khăn gì đó, chị có thể giúp đỡ được ảnh. Mấy bữa nay chị với ổng giận nhau, thấy ổng bị đâm như vậy chị cũng xót lắm. Lát nữa chị cũng sẽ vào viện thăm ổng. Phương, ra đây ngồi chơi con. Ra chơi với chú nè. Phương, chú Khải đến chơi nè. Mau ra chào chú đi con. Đi, ra chào chú đi. Ha. Dạ. Là đây con. Chú ngoan lắm. Phương à, chú Khải mua quà cho gia đình mình nhiều lắm. Mua cả quà cho con nữa nè. Con muốn ăn gì không? Đó, bánh nè. Con muốn ăn không? Thôi, đừng có ép. Khi nào nó thích thì nó ăn thôi. Phương, chú Khải tốt với gia đình mình lắm, tốt cả với con nữa đó. Cho nên con phải cảm ơn chú Khải này chứ.